Lịch sử 2, chương 26. Ô-xia, vua Giu-đa. Rồi toàn dân Giu-đa lập Ô-xia làm vua, thế cho cha ông là A-ma-xia. Lúc đó Ô-xia mới 16 tuổi. Ông cho xây lại thị trấn Ê-lát và sắp nhập nó vào Giu-đa trở lại sau khi A-ma-xia qua đời. Ô-xia được 16 tuổi khi lên ngôi vua và trị vì 52 năm ở Jerusalem. Mẹ ông tên Jecolia, quê quán ở Jerusalem. Vua làm điều phải trước mặt Chúa như A-ma-xia cha mình đã làm. Ô-xia vâng lời Thượng Đế trong khi Sa-cha-ri còn sống, vì ông dạy cho Ô-xia biết kính sợ và vâng phục Thượng Đế. Bao lâu mà Ô-xia vâng lời Chúa thì Ngài ban cho ông thành công. Ô-xia đánh nhau với dân Philistine. Vua phá sập các vách tường quanh các thị trấn Gát, Giáp Nê và Ách Đốt, đồng thời xây các thị trấn mới gần Ách Đốt và các nơi khác trong xứ Philistine. Thượng Đế giúp Ô-xia đánh dân Philistine, dân Á Rập sống ở Gur-ba-an và người Meunit. Ngoài ra, dân Ammon đóng triều cống theo như Ô-xia đòi. Ông rất hùng mạnh cho nên danh tiếng vua vang đến tận biên giới Ai Cập. Ô-xia xây các tháp canh ở Jerusalem, nơi cổng gốc cổng thung lũng và nơi gốc vách vua xây thật chắc. Vua cũng xây các tháp trong sa mạc và đào nhiều giếng vì vua có vô số gia súc trên các sườn đồi và trong vùng bình nguyên. Vua đặt người làm ruộng và trồng vườn nho của vua trên đồi và trong vùng đất phì nhiêu vì vua rất thích trồng trọt. Ô-xia có một đạo quân gồm các binh sĩ thiện chiến. Họ được kiểm kê và chia thành nhóm do Jehiel, thư ký vua, và Maaseya thực hiện. Hanania, một trong các sĩ quan chỉ huy của vua, lãnh đạo họ. Có 2.600 sĩ quan chỉ huy các quân sĩ. Họ chỉ huy một đạo quân gồm 307.500 quân đánh giặc rất hăng say để giúp vua chống quân thù. Ô-xia cấp cho đạo quân mình các quẫn, giáo, nón sắt, áo giáp, cung tên và đá sỏi dùng bắn ná. Ở Jerusalem, vua cho đóng các vũ khí do các thợ khéo chế tạo. Các vũ khí đó đặt trên các tháp và các gốc của vách thành và có thể dùng để bắn tên hay ném các tảng đá to. Vì thế Ô-xia vang danh rất xa vì vua được nhiều người giúp đỡ cho đến khi vua trở thành hùng cường. Nhưng khi Ô-xia trở nên hùng cường thì tính tự phụ của vua khiến vua bại hoại. Vua không còn trung thành với Chúa là Thượng Đế của mình nữa. Vua đi vào đền thờ Chúa và tự ý đốt hương trên bàn thờ sông Hương. Asaria cùng 80 thầy tế lễ can đảm khác phục vụ Chúa đi theo Ô-xia vào đền thờ. Họ cho vua biết vua đã làm sai và bảo: vua không có quyền đốt hương cho Chúa, chỉ có các thầy tế lễ con cháu A-rôn mới được làm việc đó mà thôi, vì họ đã được biệt riêng ra thánh. Vua phải rời khỏi nơi thánh ngay lập tức. Vua đã không trung tín nên Chúa là Thượng Đế sẽ không còn tôn trọng vua vì hành động này. Vua Ô-xia đang đứng bên cạnh bàn thờ sông Hương trong đền thờ Chúa, trong tay cầm một lư hương. Vua nổi giận cùng các thầy tế lễ. Trong khi vua đang đứng đối diện với các thầy tế lễ thì trên trán vua bộc phát một chứng bệnh ngoài da. Asaria, thầy tế lễ cả và các thầy tế lễ khác nhìn thấy bệnh ngoài da nổi lên trên trán vua, cho nên họ liền đuổi vua ra khỏi đền thờ. Ô-xia cũng vội vã đi ra vì Chúa trừng phạt vua. Vậy vua Ô-xia bị bệnh ngoài da cho đến ngày qua đời. Vua cũng phải sống biệt lập tại nhà riêng và không thể vào đền thờ Chúa được. Jotham, con trai vua, quản lý cung vua và cai trị dân chúng trong xứ. Các việc khác của vua Ô-xia làm từ đầu đến cuối đều được nhà tiên tri Ê-sai, con trai Amos, ghi chép lại.
Osir qua đời và được chôn gần tổ tiên mình trong ngôi mộ thuộc về các vua. Họ làm như thế vì dân chúng nói: vua mắc bệnh ngoài da. Jotham, con trai vua, lên nối ngôi. Lịch sử 2, chương 27. Jotham, vua Juda. Jotham được 25 tuổi khi lên ngôi vua và trị vì 16 năm tại Jerusalem. Mẹ vua là Jerusha, con gái Sa-đốc. Jotham làm điều phải trước mặt Chúa như Osia cha mình đã làm. Nhưng Jotham không tự ý vào đền thờ Chúa như cha mình. Còn dân chúng thì vẫn làm điều ác. Jotham xây lại cổng trên của đền thờ Chúa và xây thêm vách ở Ophên cho rộng thêm. Vua cũng xây các thị trấn trong vùng núi Juda, cùng các thành có vách và các tháp canh trong rừng. Jotham cũng đánh vua dân Ammon và chiến thắng. Cho nên trong 3 năm kế tiếp, họ nộp triều cống cho Jotham gồm 3 tấn rưỡi bạc, khoảng 62.000 hộc lúa mì và khoảng 62.000 thùng lúa mạch. Jotham trở nên hùng mạnh vì vua luôn luôn vâng lời Chúa là thượng đế mình. Các việc khác vua Jotham làm trong khi trị vì cùng những chiến công của vua đều được ghi chép trong sử ký các vua Israel và Juda. Jotham được 25 tuổi khi lên ngôi vua và trị vì 16 năm tại Jerusalem. Jotham qua đời và được chôn trong thành David. Rồi Acha, con ông, lên nối ngôi. Acha, vua Juda. Acha được 20 tuổi khi lên ngôi vua và trị vì 16 năm ở Jerusalem. Vua không làm điều thiện trước mặt Chúa như David tổ tiên mình đã làm. Acha làm giống như các vua Israel đã làm. Vua tạc các hình tượng bằng kim khí để thờ phụng Ba-an. Vua đốt hương trong thung lũng Ben-Hinnom và thiêu con trai mình làm của lễ. Vua phạm những tội gớm ghiếc như các dân mà Chúa đã đuổi ra khỏi xứ trước mặt dân Israel. Vua Acha dâng sinh tế và đốt hương ở những nơi thờ các thần ngoại quốc trên các đồi và dưới mỗi gốc cây xanh. Vì thế Chúa là thượng đế trao Acha vào tay vua Aram. Quân Aram đánh bại Acha và bắt vô số người Juda làm tù binh đầy sang Đa-mách. Ngài cũng trao Acha vào tay Beka vua Israel. Quân Beka giết vô số quân sĩ của Acha. Trong một ngày, đạo quân của Beka, con Remalia, giết 120.000 lính chiến gan dạ của Juda. Beka đánh bại họ vì họ đã lìa bỏ Chúa, thượng đế của tổ tiên mình. Sikri, một chiến sĩ của Ephraim, giết Maaseya, con trai vua Acha. Anh cũng giết Ajikam, sĩ quan quản lý cung điện, và Enkana, sĩ quan chỉ huy hàng nhì sau vua. Đạo quân Israel bắt 200.000 thân thuộc mình. Họ cướp đàn bà, con trai, con gái và vô số của báu từ Juda mang về Samari. Nhưng một nhà tiên tri của Chúa tên Odet có mặt ở đó. Ông ra đón đạo quân Israel khi họ trở về Samari và nói với họ: Chúa là thượng đế của tổ tiên các ngươi đã trao Juda vào tay các ngươi vì Ngài giận họ. Nhưng Ngài đã thấy các ngươi giết họ tàn bạo ra sao. Bây giờ, các ngươi định bắt đàn ông, đàn bà Juda và dân cư Jerusalem làm tôi mọi mình. Các ngươi đã phạm tội cùng Chúa là thượng đế các ngươi. Bây giờ hãy nghe ta đây. Hãy trả anh chị em mình mà các ngươi đã bắt về vì Chúa nổi giận cùng các ngươi đó. Sau đó một số lãnh tụ trong Ephraim, tức Asaria, con Jehohanan, Bezekia, con Meshilemot, Jehikia, con Salum và Amasa, con Haklai, đón các chiến sĩ Israel khi họ từ mặt trận trở về. Họ cảnh cáo các quân sĩ rằng: đừng mang các tù binh Juda vào đây.
Nếu không, các ngươi sẽ phạm tội cùng Chúa và sẽ khiến tội lỗi chúng ta thêm nặng. Tội chúng ta đã nặng rồi, cho nên Chúa nổi thịnh nộ cùng Israel. Vì thế, các binh sĩ để các tù binh và những đồ quý trước mặt các sĩ quan và dân chúng. Các lãnh tụ có tên trên đây mang các tù binh và cấp quần áo cho những tù binh bị trần truồng mà đạo quân Israel đã bắt. Họ cấp cho các tù binh áo quần, giày dép, thức ăn, nước uống và thuốc thang. Họ đặt những tù binh yếu ớt lên lưng lừa và mang trả về cho gia đình họ ở Jericho là thành cây chà là. Rồi họ trở về nhà mình ở Samaria. Lúc đó, quân Edom trở lại tấn công Juda và bắt các tù binh. Cho nên vua Acha cho người sang cầu cứu vua Assyria. Người Philistine cũng cướp phá các thị trấn trong các bình nguyên phía Tây và sa mạc miền Nam Juda. Chúng chiếm được các thị trấn Bet-Shemesh, Ayalon, Gederot, Soko, Timna và Gimso cùng các làng mạc xung quanh. Rồi dân Philistine vào ở trong các thị trấn đó. Chúa mang khốn khổ đến cho Juda vì Acha, vua họ đã dẫn dụ dân chúng phạm tội và vì vua không trung thành cùng Chúa. Tiglath-Pileser, vua Assyria đến tiếp cứu Acha, nhưng thực ra mang khốn khổ đến cho vua chứ không giúp được gì. Vua Acha lấy một số đồ quý trong đền thờ Chúa từ cung điện vua, từ các hoàng thân dâng cho vua Assyria nhưng vô ích. Trong cơn nguy khốn, vua Acha càng tỏ ra bất trung với Chúa. Vua dâng sinh tế cho các thần của người Đa-mách là những người đánh bại mình. Vua nghĩ, các thần của các vua Aram đã giúp đỡ họ. Nếu ta dâng của lễ cho các thần đó, họ sẽ giúp ta. Nhưng việc đó mang bại hoại đến cho Acha và toàn dân Israel. Vua Acha gom góp tất cả những đồ dùng trong đền thờ Thượng Đế và đập nát ra, rồi ông đóng các cửa đền thờ của Chúa. Ông lập các bàn thờ đặt ở mỗi góc đường trong Jerusalem. Trong mỗi thị trấn Juda, Acha xây những nơi đốt sinh tế để thờ phụng các thần khác. Vì thế vua chọc giận Chúa Thượng Đế của tổ tiên mình. Các việc khác vua Acha làm từ đầu đến cuối đều được ghi trong sách các vua Juda và Israel. Acha qua đời và được chôn trong thành Jerusalem, nhưng không được nằm chung trong mộ dành cho các vua Israel. Ezechia, con trai vua đã chôn. Lịch sử 2, chương 29. Ê-xê-chia dẹp sạch đền thờ. Ê-xê-chia được 25 tuổi khi lên ngôi vua và trị vì 29 năm tại Jerusalem. Mẹ ông tên Abia, con gái của Sa-cha-ri. Ê-xê-chia làm điều phải trước mặt Chúa như David tổ tiên mình đã làm. Vào tháng thứ nhất năm đầu khi lên ngôi vua, Ê-xê-chia mở các cửa đền thờ Chúa và sửa sang lại. Ê-xê-chia mang các thầy tế lễ và người Lê-vi vào và tập họp họ trong sân phía đông đền thờ. Ê-xê-chia nói, hỡi các người Lê-vi, hãy nghe ta, hãy dọn mình sẵn sàng phục vụ Chúa và thánh hóa đền thờ Chúa, Thượng Đế của tổ tiên các ngươi. Hãy dẹp bỏ những gì khiến đền thờ không tinh sạch. Tổ tiên chúng ta đã không trung thành với Thượng Đế và làm điều ác trước mặt Chúa. Họ lìa bỏ Ngài và không thờ phụng trong đền thờ nơi Ngài ngự. Họ gạt bỏ Ngài. Họ đóng các cửa của cổng vào đền thờ và không thắp đèn. Họ không đốt hương và dâng của lễ thiêu trong nơi thánh cho Thượng Đế của Israel. Chúa rất tức giận dân Juda và Jerusalem nên trừng phạt họ. Những dân khác thấy vậy đâm ra sợ hãi và kinh hoàng vì những điều Ngài làm cho họ. Vì thế họ sỉ nhục dân Juda. Các ngươi cũng biết quả đúng như vậy. Vì vậy mà tổ tiên chúng ta bị giết trong chiến trận, và con trai, con gái cùng vợ chúng ta bị bắt làm tù binh. Bây giờ ta Ê-xê-chia quyết định lập giao ước với Chúa Thượng Đế của Israel, để Ngài không còn nổi giận cùng chúng ta nữa. Các con ơi,
đừng phí thì giờ nữa. Chúa đã chọn các con đứng trước mặt Ngài, phục vụ và làm tôi tớ Ngài, đồng thời để đốt hương cho Ngài. Sau đây là những người Lê-vi bắt tay vào việc. Từ gia đình Cô-hát có Ma-hát, con Amasai và Yo-en, con trai Asa-ria. Từ gia đình Merari có Kích, con Abdi và Asa-ria, con Jehalelen. Từ gia đình Gẹt-sôn có Yo-a, con Sima và Ê-đen, con Yo-a. Từ gia đình Eli-sa-pan có Simri và Je-i-en. Từ gia đình Asaph có Sa-cha-ri và Mát-ta-nia. Từ gia đình Hê-man có Je-hi-en và Si-me-i. Từ gia đình Giê-đu-thun có Sê-ma-gia và U-si-en. Những người Lê-vi này triệu tập anh em mình lại và dọn mình ra thánh để phục vụ trong đền thờ. Rồi họ đi vào đền thờ của Chúa để dọn sạch sẽ. Họ vâng mệnh lệnh vua ban ra từ Chúa. Khi các thầy tế lễ đi vào đền thờ Chúa để dọn sạch sẽ, thì họ mang ra những vật không tinh sạch họ tìm thấy trong đền thờ Chúa và để ở sân đền thờ. Rồi người Lê-vi mang những món đó đi xuống thung lũng Kít-rôn. Họ bắt đầu dọn sạch sẽ để thánh hóa đền thờ, sẵn sàng cho việc thờ kính Chúa vào ngày 1 tháng Giêng. Vào ngày 8 tháng ấy, họ đến cổng đền thờ và trong 8 ngày sau đó, họ thánh hóa đền thờ Chúa. Vậy công việc dọn dẹp hoàn tất vào ngày 16 tháng Giêng. Sau đó, họ đến trình với vua Ê-xê-chia rằng: "Chúng tôi đã dọn sạch toàn thể đền thờ Chúa, từ bàn thờ để dâng của lễ thiêu và các dụng cụ cho đến cái bàn để trưng bày bánh thánh cùng các dụng cụ trên bàn. Khi A-cha còn làm vua, ông đã không trung thành với Thượng Đế và lấy một số đồ dùng trong đền thờ. Nhưng chúng tôi đã để các món đó lại, thánh hóa các món ấy cho Chúa. Bây giờ, các món đó đang ở trước bàn thờ Chúa." Sáng sớm hôm sau, vua Ê-xê-chia triệu tập các lãnh tụ của thành phố lại và cùng họ đi lên đền thờ Chúa. Họ mang 7 con bò đực, 7 con chiên đực, 7 con chiên con và 7 con dê đực. Những con thú ấy dùng làm của lễ tẩy sạch quốc gia, nơi thờ phụng và dân chúng Giu-đan. Vua Ê-xê-chia ra lệnh cho các thầy tế lễ, con cháu A-rôn, dâng các con thú ấy trên bàn thờ Chúa. Vậy các thầy tế lễ giết các con bò đực rồi rưới huyết chúng trên bàn thờ. Họ giết các con chiên rồi rưới huyết chúng trên bàn thờ. Sau đó các thầy tế lễ mang các con dê đực để chuộc tội đến trước mặt vua và cả dân chúng tại đó. Sau khi vua và dân chúng đặt tay trên các con dê thì các thầy tế lễ giết chúng. Họ dùng huyết dê làm của lễ trên bàn thờ để chuộc tội cho dân Israel theo như vua truyền dặn. Vua đã nói rằng phải dâng của lễ thiêu và của lễ chuộc tội cho cả dân Israel. Vua Ê-xê-chia đặt những người Lê-vi trong đền thờ Chúa, dùng những chập chỏa, đờn cầm, đờn sắt theo như David, Gác và Na-than đã truyền dặn. Gác là nhà tiên kiến cho vua, còn Na-than là nhà tiên tri. Mệnh lệnh đó do Chúa truyền qua các nhà tiên tri của Ngài. Vậy người Lê-vi đứng sẵn sàng với các nhạc khí của David và các thầy tế lễ cũng cầm kèn sẵn sàng. Rồi vua Ê-xê-chia ra lệnh dâng của lễ thiêu trên bàn thờ. Khi của lễ thiêu bắt đầu dâng thì những bài ca cho Chúa cũng trỗi lên. Kèn thổi, các nhạc khí của David, vua Israel cũng trỗi lên. Tất cả dân chúng cúi xuống bái lạy. Các ca sĩ hát, kèn thổi trỗi lên cho đến khi của lễ thiêu được dâng xong. Sau khi các sinh tế đã được dâng xong, thì vua Ê-xê-chia và mọi người có mặt với vua đều cúi xuống bái lạy. Vua Ê-xê-chia và các sĩ quan của vua ra lệnh cho người Lê-vi ca ngợi Chúa dùng những lời mà David và Asaph nhà tiên kiến đã dùng. Vậy họ hớn hở ca ngợi Thượng Đế và cúi xuống bái lạy. Rồi vua Ê-xê-chia bảo: "Bây giờ các ngươi là người Giu-đa đã được chỉ định để phục vụ Chúa. Hãy đến gần đền thờ Ngài. Hãy mang sinh tế và của lễ để tỏ lòng cảm tạ Chúa." Vậy dân chúng mang sinh tế và của lễ cảm tạ, và người nào vui lòng đều mang của lễ thiêu đến.
Về của lễ thiêu, họ mang tổng cộng 70 con bò đực, 100 con chiên đực, 200 chiên con. Tất cả các con thú đó đều được dâng làm của lễ thiêu cho Chúa. Các của lễ dâng hiến tổng cộng 600 con bò đực và 3.000 con chiên và dê. Vì không có đủ số thầy tế lễ để luật gia tất cả các con thú dân làm của lễ thiêu, nên các thân nhân họ là người Lê-vi phải tiếp tay cho đến khi xong công tác và cho đến khi các thầy tế lễ khác được thánh hóa. Các người Lê-vi rất thận trọng trong việc dọn mình ra thánh để phục vụ Chúa hơn cả các thầy tế lễ nữa. Có vô số của lễ thiêu cùng với mỡ trong của lễ thân hữu và của lễ uống, cho nên việc thờ phụng trong đền thờ Chúa bắt đầu trở lại. Vua Ê-xê-chia và dân chúng rất hân hoan vì Thượng Đế đã khiến việc ấy xảy ra mau chóng.